Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đóng góp xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cần Thơ tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Sáng nay ngày 9 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Thị Trường đã chủ trì cuộc họp triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trao quyết định về việc thôi kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo của ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời trao quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố. Điều động bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quà Tâm, trưởng phòng Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Thị Trường đánh giá cao vai trò đóng góp của ông Dương Tấn Hiển trong thời gian qua đã làm tốt công tác kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đối với các cá nhân nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực đoàn kết để cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội thảo luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề về vai trò tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng kiện toàn tổ chức, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm nhằm phát huy vai trò của các lực lượng trong thời gian tới. Đối với dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các đại biểu cũng đã phân tích đánh giá tình hình chung, thực trạng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với giao thông đường bộ. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục làm rõ những luận cứ khoa học và thực tiễn về việc tách luật giao thông đường bộ năm 2008 thành hai luật chuyên ngành, luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, theo hướng ưu tiên vấn đề con người và phù hợp xu thế lập pháp và kinh nghiệm quốc tế. Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, các tham luận tại hội thảo đã bám sát chủ đề, nội dung, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, làm rõ được sự cần thiết để xây dựng ban hành hai dự án luật. Sau hội thảo, Công an thành phố sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Công an, tổng hợp bổ sung luận cứ trong xây dựng, báo cáo trình Chính phủ Quốc hội xem xét thông qua hai dự án luật này. Chiều nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì đóng góp ý kiến kịch bản khai mạc, bế mạc và mang các sân khấu chương trình khai mạc, bế mạc liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022. Chương trình khai mạc với chủ đề Hồn Việt Phương Nam và chương trình là cảnh diễn mở màn với 3 phần cảnh, tiết mục liên kết, tiếp đó là phần nghi thức chính. Trong phần chương trình nghệ thuật gồm 3 chương kết hợp 2 nội dung liên quan đờn ca tài tử và lễ hội bánh dân gian. Về mặt các sân khấu bao gồm các không gian trụng đồng, mùa nước nổi, đờn ca tài tử trong nhà, đờn ca tài tử trên chợ nổi. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhận xét các kịch bản chương trình đã bám sát nét đặc sắc của Cần Thơ, của vùng đồng bằng sông Cửu Long, sông nước, có cách tân đổi mới thể hiện. Riêng nội dung liên quan đờn ca tài tử kết hợp lễ hội bánh dân gian cần tạo thêm nét độc đáo, phong phú, sinh động. Về mặt các sân khấu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý nghiên cứu thêm không gian, hạng mục trên sân khấu, bố trí thêm màn hình LED sao cho sân khấu vừa đảm bảo nghệ thuật, vừa bám sát chủ đề và quy mô chương trình cấp quốc gia. Thưa quý khán giả, hôm nay, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, họp phiên trụ bị. Phiên khai mạc sẽ diễn ra vào sáng mai và bế mạc vào ngày 11 tháng 3. Lập thành tích chào mừng sự kiện này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã phát động thi đua thực hiện các công trình phần việc và được các cấp hội tích cực hưởng ứng.
đến nay đã thực hiện 110 công trình phần việc thiết thực và ý nghĩa, trong đó nổi bật là những hoạt động hướng về phụ nữ nghèo, trẻ em yếu thế trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Công trình suất ăn nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều là một trong 13 công trình phần việc xuất sắc được bình chọn vào vòng thứ hai đăng trên fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Công trình này thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia. Các chị không chỉ ra công nấu ăn mà còn vận động tiền từ bạn bè, người thân, mạnh thường quân để nấu các suất ăn nghĩa tình gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, khu vực bị phong tỏa, người từ vùng dịch trở về, cách ly tại nhà, cán bộ, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều. Trong vòng 6 tuần lễ, các chị em đã trao tặng hơn 7.200 suất ăn với số tiền trên 180 triệu đồng. Mấy cô cũng phụ nữ, nấu là cho mình một sức, một hộp về một người. Tỷ giờ gia đình đến nơi từng nhà là hỏi về gia đình mấy người, thì cho mình mấy hộp, mình ăn đủ. Về phần việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều phát động và ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, hẻm, thực hiện công tác tổng vệ sinh, thu gom rác, cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị với tổng chiều dài trên 5 km, với sự tham gia của hơn 360 chị em. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khánh cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo đến 6 chi hội phụ nữ khu vực đồng loạt ra quân để vệ sinh môi trường, để thực hiện chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Thì qua đó thì đã có 4 trên 6 chi hội đã thực hiện trên các tuyến đường lớn của khu vực 6, khu vực 2, khu vực 1 và khu vực 4 của phường An Khánh. Đến thời điểm hiện tại thì đã có 17 trên 13 công trình phần việc thực hiện và đạt được hiệu quả. Và với tổng kinh phí là trên 1 tỷ 600 triệu đồng, tùy vào thời điểm điều kiện thực tế thì quận hội sẽ chọn cái hình thức công trình nào mà để phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, phát động vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, đã được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ hưởng ứng tích cực. Theo đó, mỗi Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương thực hiện 2 công trình phần việc, tập trung vào đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với tình hình địa phương như triệu phần quà, san sẻ yêu thương, tình thương cho em hậu Covid, mẹ đỡ đầu, suất ăn nghĩa tình, vân vân. Nổi bật là các cái công trình, đặc biệt là các cái phần việc mà thiết thực đối với hội viên phụ nữ nghèo, và nhất là trong cái dịch bệnh, trong cái diễn biến dịch bệnh về cái phòng chống dịch COVID-19, trong cái thời gian diễn ra dịch thì các chị em cũng tập trung làm rất là nhiều phần việc ý nghĩa để giúp cho là hội viên phụ nữ cũng như người dân trên địa bàn của mình. Và sau cái dịch bệnh thì cũng đã có những cái phần việc cũng thiết thực để là giải quyết những cái vấn đề về hậu Covid. Những công trình phần việc thiết thực hướng về phụ nữ nghèo, trẻ em yếu thế trong thời gian diễn ra dịch bệnh hay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã góp phần cùng thành phố thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, khẳng định tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với cộng đồng, xã hội. Tiếp tục chương trình là thông tin. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Trường vừa ký công văn số 779 gửi Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện về việc tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt để nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, sớm khởi công công trình. Chủ động có kế hoạch và biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023, phấn đấu hoàn thành giải ngân từ 95% kế hoạch vốn đã bố trí. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lưu ý, đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, chủ đầu tư đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo giải trình nếu không có lý do khách quan bất khả kháng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cắt giảm số vốn không giải ngân hết
để điều chuyển bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành giải ngân tốt, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư quản lý dự án có liên quan về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân. Chiều nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã kiểm tra nắm tình hình hoạt động cung ứng hàng hóa của các siêu thị đơn vị bán lẻ tại quận Thốt Nốt. Đoàn đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của siêu thị Co-op Thốt Nốt, Trung tâm Thương mại Thốt Nốt và Kho Bách Hóa Xanh cụm Thốt Nốt. Theo lãnh đạo các siêu thị đơn vị bán lẻ, cùng với đảm bảo nguồn hàng hóa dồi dào chất lượng, ổn định giá cả và ưu tiên mua bán các mặt hàng sản xuất trong nước, thì các đơn vị luôn tăng cường công tác phòng chống dịch nhằm tạo thuận lợi để người dân an tâm mua sắm. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đánh giá cao những nỗ lực của các siêu thị đơn vị bán lẻ đang hoạt động trên địa bàn quận Thốt Nốt, mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng đứt gãy sản xuất kinh doanh, thiếu nhân lực do dịch bệnh. Thưa quý vị, như đã đề cập trong các chương trình trước, so với thời điểm trước đó, nguồn hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi vẫn còn tình trạng thiếu hàng cục bộ, nhất là tại các cửa hàng bán lẻ. Để có được nguồn hàng, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đã nỗ lực tìm kiếm nguồn cung nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu đối với mặt hàng thiết yếu này. Mặc dù vẫn có những khó khăn nhất định, thế nhưng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đơn vị vẫn cam kết bán đầy đủ số lượng, chất lượng và cung cấp đủ 100% cho khách hàng tiêu dùng. Đặc biệt là tại 8 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc công ty sẽ mở cửa, đóng cửa đúng giờ quy định, không khống chế số lượng xăng khi khách đến đổ. Công ty cũng có một kế hoạch là nhập khẩu một lô hàng rất là lớn để cung cấp đủ cho thị trường. Đối với những cái nhượng quyền bán lẻ là cam kết bán từ đủ số lượng hợp đồng so với mà ký với công ty, đồng thời là nếu những tình huống khó khăn quá sẽ cung cấp vượt từ 10 đến 15% cho những nhượng quyền bán lẻ. Nằm ở vị trí đầu khu công nghiệp Trà Nóc nên cửa hàng xăng dầu Trà Nóc trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu STS Tây Nam Bộ cũng tuân thủ các quy định về niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết, cũng như thời gian bán hàng từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Nguồn cung thì của công ty mẹ đã góp xuống ở đây rồi, thì bảo đảm cái nguồn hàng đó, cửa hàng mình cũng hoạt động theo quy chế của công ty. Còn theo đại diện chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro tại thành phố Cần Thơ ở khu công nghiệp Trà Nóc 2, hiện lượng hàng tồn kho của đơn vị là khoảng 1.138 mét khối xăng dầu, trong đó xăng là 1.000 mét khối. Tuy có hạn chế trong thời điểm này, nhưng dự kiến sẽ dồi dào hơn trong vài ngày tới do các nguồn hàng đang trong quá trình nhập về kho tại thành phố Cần Thơ. Đơn vị cam kết không để đứt nguồn hàng bằng mọi giá cho các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống và nhượng quyền. Đối với thương nhân phân phối thì theo chỉ tiêu bình quân sản lượng của 2 tháng liền kề. Qua nắm tình hình thực tế tại thương nhân đầu mối và cả thương nhân phân phối, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong điều kiện tình hình xăng dầu có nhiều biến động, đặc biệt là việc các đơn vị cung ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng, tình trạng thiếu hàng cục bộ ít xảy ra. Mang tính đi kiểm tra, tuy nhiên là chúng tôi là luôn luôn là động viên, nhắc nhở là cái tinh thần trang trong cái thời điểm khó khăn thì là các cái doanh nghiệp cũng như các cửa hàng là cùng đồng hành với thành phố để chia sẻ những cái khó khăn chung và đảm bảo làm sao để mình cung cấp phục vụ để cái hoạt động bình thường cho người dân cũng như cho doanh nghiệp. Trong cái hướng tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền, cổ động, động viên cho là các cái là thương nhân để mà chấp hành đó. Một mặt là kiểm tra, nếu có vi phạm mà chúng tôi sẽ xử lý quyên quyết. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiêu dùng và sản xuất. Do đó, cùng với việc tăng cường kiểm tra giám sát của ngành chức năng, thì việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nỗ lực linh hoạt đảm bảo nguồn cung trong thời điểm hiện tại sẽ giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm hơn trong lúc thành phố Cần Thơ đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thưa quý khán giả, sáng nay tại huyện Cờ Đỏ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ và lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn và huyện Thới Lai đã tổ chức họp bàn chuẩn bị kế hoạch tổ chức Tết quân dân nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer Tottenham Thơmây năm 2022.
Với chủ đề Quân dân Cần Thơ mừng cho năm Thơ Mây năm 2022, Tết Quân dân mừng cho năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4. Đáng chú ý là thực hiện các công trình phúc lợi xã hội như nâng cấp sửa chữa hàng rào và nhà chờ lấy tro cốt tại chùa Moniut Đông Rang Say, xã Đông Thắng, thắp sáng tuyến đường kênh cây sao dài 3,3 km xã Thới Đông, xây dựng tuyến đường chiếu sáng kênh lồng ống dài 850m thuộc thị trấn Cờ Đỏ và tuyến đường chiếu sáng từ lò hỏa táng đến Ủy ban dân xã Thới Xuân, xây tặng 10 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và Ô Môn. Bên cạnh đó, Tết Quân dân năm 2022 cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức hội thi làm các loại bánh dân gian mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer. Thưa quý vị, để kịp thời động viên tinh thần chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố và Thành đoàn thành phố Cần Thơ đã đến thăm động viên tinh thần chiến sĩ mới huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 932. Sau khi làm công tác tiếp nhận chiến sĩ mới từ các quận huyện vào ngày 16 tháng 2, Trung đoàn 932 giao cho Tiểu đoàn 410 đảm bảo công tác sắp xếp biên chế huấn luyện. Sau hơn 3 tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới bước đầu làm quen với môi trường quân đội, thích nghi với nề nếp sinh hoạt, ăn ở và bước vào huấn luyện. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, biểu dương tinh thần chiến sĩ mới đã vượt qua khó khăn, thử thách. Tuy mới nhập ngũ, nhưng các chiến sĩ mới đều có nhận thức đúng đắn, xác định rõ mục tiêu, lý tưởng, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Chính ủy đề nghị trong thời gian tới, các chiến sĩ mới tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, trở thành quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt phong trào của cơ quan đơn vị, ra sức học tập rèn luyện, tiếp bước truyền thống cha anh, cống hiến sức mình để cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, các bạn, năm học 2021-2022, thành phố Cần Thơ có khoảng 16.000 học sinh lớp 9. Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển đối với 100% trường trung học phổ thông công lập, riêng trường tư thục thì xét tuyển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài về kế hoạch tuyển sinh lớp 10, những lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký thi tuyển. Mời quý vị và các em cùng theo dõi. Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 9A8, trường trung học cơ sở Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều, phổ biến quy chế và tư vấn hướng dẫn cặn kẽ cho học sinh từng nguyện vọng cũng như cách chọn các nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông sắp tới. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lần này thì nguyện vọng của em đặt nguyện vọng 1 là chuyên lý tự trọng, nguyện vọng 2 là Nguyễn Diện Hồng và nguyện vọng 3 là trường trung học cơ sở phổ thông An Khánh. Và trong quá trình giảng dạy của thầy cô thì thầy cô cũng lồng ghép vào những bài ôn tuyển sinh 10 để tụi em đạt một kết quả tốt hơn. Và bản thân em về nhà cũng có cố gắng làm bài tập và rất là cố gắng để đậu vô cái trường mà mình yêu thích. Kế hoạch tuyển sinh 10 thì chúng tôi cũng đã là tổ chức triển khai trong tập thể hội đồng sư phạm. Thầy cô ngay từ bây giờ là đã tư vấn, tranh thủ các cái tiết sinh hoạt chủ nhiệm hoặc là thông qua các cái group Zalo của lớp, của cha mẹ học sinh để mà triển khai kế hoạch đến học sinh và cha mẹ học sinh. Năm học này, toàn thành phố có khoảng 16.000 học sinh lớp 9 với 37 trường có cấp trung học phổ thông. Trong đó 29 trường thi tuyển, còn lại là các trường xét tuyển gồm dân tộc nội trú, năng khiếu thể dục thể thao và các trường tư thục. Tổng chỉ tiêu ở các trường thi tuyển khoảng từ 61% đến 76% học sinh. Mỗi học sinh có 5 nguyện vọng. Nguyện vọng 1, trường trung học phổ thông chuyên lý tự trọng. Nguyện vọng 2, được chọn một trong hai hình thức. Hình thức 1, nguyện vọng 2A, trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn quận huyện mà thí sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trường phổ thông thực hành sư phạm thuộc Đại học Cần Thơ. Hình thức 2, nguyện vọng 2B, trường trung học phổ thông bất kỳ trên địa bàn thành phố. Thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của trường đăng ký dự tuyển từ 10% điểm trúng tuyển trở lên thì được xét tuyển. Nguyện vọng 3, trường trung học phổ thông công lập thứ hai trên địa bàn quận huyện, thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Nguyện vọng 4, trường trung học phổ thông công lập thứ nhất bất kỳ trên địa bàn thành phố. Nguyện vọng 5, trường trung học phổ thông công lập thứ hai bất kỳ trên địa bàn thành phố. Thứ tự xét nguyện vọng thì sẽ xét theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4, 5. Việc đăng ký vào trường lý tự trọng khi có kết quả chúng ta đổ hay là không đổ
vào trường chuyên thì cũng không ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta đăng ký vào cái nguyện vọng khác. Ví dụ như trường hợp mà các em không đổ vào nguyện vọng 1 trường chuyên Lý Tự Trọng thì điểm của các em sẽ được hòa chung với tất cả các bạn thi vào nguyện vọng 2 để xét các nguyện vọng từ 2 tới 5. Các em khi chọn nguyện vọng hết sức là lưu ý, bởi vì khi xét nguyện vọng thì ví dụ như xét nguyện vọng 2A xong mà chúng ta không đổ thì người ta được đưa lên để xét nguyện vọng 3. Thì nguyện vọng 3 lúc này của cái trường chúng ta đăng ký là chỉ tiêu gần hết và điểm số thì lại cao lên. Thì thế nên cái cơ hội để các em vào nguyện vọng 3 nó sẽ khó hơn rất nhiều so với nguyện vọng 2. Và tương tự như vậy nguyện vọng 4, nguyện vọng 5 cũng thế. Càng về sau thì cơ hội trúng tuyển của ta vào các nguyện vọng 4, nguyện vọng 5 càng thấp. Mỗi thí sinh dự thi 3 môn: toán, ngữ văn, tiếng Anh. Môn toán, ngữ văn, nhân hệ số 2. Thí sinh thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng dự thi 3 môn: toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Môn chuyên, nhân hệ số 2. Nếu môn chuyên là toán, ngữ văn, tiếng Anh thì thí sinh làm 2 bài, một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên. Lịch thi: ngày 7 tháng 6 năm 2022, buổi sáng thi môn toán, chiều thi ngoại ngữ. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, buổi sáng thi ngữ văn. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, buổi sáng thi các môn chuyên. Thưa quý khán giả, phường Tân Lộc hiện có trên 360 đảng viên, là một trong những đảng bộ tiêu biểu của quận Thốt Nốt, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, 2 năm 2020 và 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, kinh tế xã hội đất Cù Lao không ngừng phát triển. Những năm qua, đảng bộ phường Tân Lộc luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng, được sự ủng hộ của nhân dân. Đảng ủy cũng đã tập trung chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đạt chuẩn về chuyên môn, trình độ chính trị và quyết tâm cao trong cái thực thi công vụ. Song song đó cũng tăng cường cái mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng. Một trong những vấn đề trọng tâm được đảng ủy coi trọng đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phân công các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành chỉ đạo và tham dự sinh hoạt chi bộ. Nhờ vậy, các chi bộ đều duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng. Chất lượng ban hành nghị quyết ngày càng sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Giải pháp để mà xây dựng cái chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc thì hàng năm là ngay từ đầu năm là chi bộ đã xác định được cái nhiệm vụ trọng tâm đúng theo cái chủ đề của đảng ủy phường đề ra. Từ đó mà đề ra cái nhiệm vụ cho cụ thể cho từng cái giai đoạn để chi bộ thực hiện, nó sát hợp với cái tình hình thực tế ở địa phương. Song song bên cạnh đó thì mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cái người đứng đầu chi bộ phải gương mẫu, là một cái đầu tàu gương mẫu để cho anh em noi theo để cùng thực hiện và luôn cái quan tâm cái công tác mà đoàn kết nội bộ. Năm 2021 là năm thứ hai đảng bộ phường Tân Lộc được quận ủy Thốt Nốt xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành 16 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là lãnh đạo tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân, phát triển kinh tế, tham gia chương trình OCOP, góp phần phát triển du lịch của địa phương. Cơ sở sản xuất các sản phẩm khô mắm của ông Trương Văn Thanh, tức Úc Anh, có nhiều sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao, 4 sao, như mắm cá tra, khô cá tra một nắng, khô cá tra tẩm ướp, nước mắm cá linh, vân vân. Mọi cái thủ tục, hồ sơ, những cái gì mình không biết, thì chính quyền địa phương đã hướng dẫn mình. Ví dụ chính quyền địa phương mà nắm không rõ thì cũng nhờ bên quận phòng kinh tế với bên mà cái phòng bên an toàn thực phẩm của mà ở quận á, người ta hướng dẫn mình làm. Thì nói nào đầu tiên làm thì cũng như là mình cũng hơi chật chọt, mình có không gành, mà khi được anh em tới kiểm tra rồi nhắc nhở rồi những cái gì đó hướng dẫn cho mình làm
thì từ đó mình làm theo cái quy trình của anh em ta như là hướng dẫn mình đó. Thì từ đó tới sau thì cái sản phẩm mình nó được là người ta tin yêu và nó có chất lượng. Với số dư nợ trên 35 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là chỗ dựa tin cậy của hội viên. Nhờ được vay từ nguồn vốn này mà chị Nguyễn Thị Út ở ấp Tân Mỹ 2 có điều kiện để chăm sóc tốt 7 công mận của gia đình. Qua hai đợt thu hoạch của vụ trái năm nay đã mang về cho gia đình chị hơn 200 triệu đồng, còn đợt sắp thu hoạch cũng hơn 100 triệu đồng. Mình vay 20 triệu, mình sử dụng mua phân mua thuốc. Năm gạo thì thu hoạch cũng trúng giá, cũng vài trăm, 200-300 triệu vậy đó. Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, kinh tế xã hội ở Tân Lộc không ngừng phát triển, đã tạo nên diện mạo, nhịp sống mới trên đất Cù Lao. Thưa khán giả, hiện giá dầu thô tại thị trường thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử trong vòng 14 năm trở lại đây khi tiến tới mốc 140 đô la Mỹ một thùng. Từ ngày 1 tháng 3 đến nay thì giá thành phẩm xăng dầu thế giới đã tăng gần 20% mỗi lít. Việc này khiến chênh lệch giá cơ sở dùng để tính toán giá bán lẻ trong nước và theo tính toán khả năng giá xăng có thể tăng lên tới khoảng 30.000 đồng một lít nếu thuần theo thị trường. Trước sự biến động lớn về giá, các doanh nghiệp cho rằng nhà nước cần nhanh chóng can thiệp điều chỉnh giá xăng dầu cho phù hợp với thị trường, thay vì chờ tới kỳ điều hành ngày 11 tháng 3. Liên quan vấn đề này, nhiều bạn đọc cho rằng tạm thời nên bỏ bớt một số loại thuế phí để ổn định giá như thuế bảo vệ môi trường và bỏ cả thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, bởi đây là mặt hàng thiết yếu. Giá xăng dầu tăng thì gián tiếp tất cả mặt hàng khác sẽ đội giá tăng theo, người tiêu dùng vẫn là người chịu thiệt thòi. Một bình luận khác cũng cho rằng cần dùng công cụ thuế phí để điều chỉnh giá xăng dầu nhằm ngăn chặn thiết lập mặt bằng giá mới của hàng hóa trên thị trường trong nước. Khi mặt bằng giá mới được thiết lập sẽ khó có thể giảm, lúc đó dù giá xăng thực giảm hay do can thiệp để giảm sẽ không còn tác dụng, lạm phát sẽ tăng theo. Theo Bộ Công Thương, Tổ điều hành liên bộ vẫn đang bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới để có phương án điều hành linh hoạt phù hợp. Trường hợp giá biến động mạnh sẽ xin ý kiến chính phủ về phương án điều hành giá cho phù hợp khi số dư còn lại của quỹ bình ổn chỉ là 620 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.